Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Happy sẽ tiếp tục chơi Toca Boca nè. Và hiện tại thì hồi tập kia Happy có chơi và Happy đã trang trí xong cái phòng khách nè. Để bây giờ Happy cho các bạn xem lại nha. Đó, Happy đã trang trí xong cái phòng khách rồi. Nhưng mà ở trên Happy chưa có trang trí xong cái phòng bếp nè. Nên bây giờ Happy sẽ lên cái phòng bếp Happy trang trí nha. Đây, cái phòng bếp Happy chưa có trang trí xong. Với lại mấy cái này Happy còn chưa để mấy cái đồ nội thất vô nữa. Rồi, và bây giờ Happy sẽ trang trí nha. Đây là cái dĩa. Để bây giờ Happy lấy thêm cái dĩa nha. Lấy thêm cái dĩa đừng mình để đồ ăn chứ. Rồi xong, và chúng ta sẽ để hai cái ly ở đấy. Nhìn rất là dễ thương luôn nè, đúng không? Mở cái tủ ra, xong bỏ cái dĩa với cái ly vô. Và cái mâm thì có mình có để đồ ăn thì mình để vô. Oh my god, cái dĩa này không để được. Và bây giờ Happy sẽ để cái bàn cái bàn nào để cái bàn này nè. Bàn này rất là dễ thương luôn nè. Và xong Happy sẽ để hai cái ghế ở đây. Ra Happy có một mình nè mà Happy để hai cái ghế. Happy sẽ lấy lại muỗng nẻ ra nha. Nĩa nè, thôi Happy sẽ gỗ nha. Nĩa gỗ nè, muỗng cũng gỗ luôn. Nĩa gỗ xài cho nó an toàn nha. Happy sẽ lấy đồ cắt đồ ăn ra nha. Cái muỗng để ở giữa đi. Rồi cái đồ để xào, cái sạn. Rồi chảo và cái nồi. Và wow, cái nồi rất là dễ thương luôn. Xong, và bây giờ Happy sẽ để cái này ở đây. Để mình có thể để trái cây nè. Để như táo. Các bạn thấy táo dễ thương chưa? Happy trồng lên. Rồi đừng Happy cắt ra như là Happy cắt ra gì đó. Xong, bây giờ Happy cắt ra rồi. Xong, ok, cuối cùng cũng đã xong rồi. Và bây giờ Happy sẽ bỏ đồ ăn vô tủ lạnh. Tại vì Happy chưa có bỏ. Ui, kem nè, Happy sẽ bỏ hai cây đi. Hai cây cho nó dễ thương. Rồi và một rau. Và trứng nữa nè các bạn. Trứng thì Happy để chung trên đây luôn. Và mấy miếng thịt gà. Xong, và thịt cừu nè. Rồi ở trên thì Happy cũng không biết để cái gì nữa. Mà quên nữa chứ. Mém xíu là quên luôn. Lấy cơm nè. Lấy đồ ăn cho thú cưng. Và cho thú cưng thì Happy sẽ để vô một bên. Đây. Bây giờ Happy sẽ đi mua mấy em bé nha. Mà khoan, để Happy bỏ cơm vô cái. À thôi, cơm bỏ vô không được. Happy bỏ dưới đây. Ai thông minh liền. Để đây nè. Xong. Rồi bây giờ Happy sẽ đi vào phòng. Quên nó chứ mấy Happy chưa có mua điện thoại. Và Happy sẽ không có cần mua điện thoại đâu. Mà Happy sẽ làm cái cách này. Mà quên, còn chưa trang trí cái hồ bơi nữa nè. Trời ơi, chưa gì hết mà đòi đi mua điện thoại rồi. Để bây giờ Happy tìm. Ok, cái sàn này màu xanh nè, dễ thương đấy. Và mình sẽ làm một cái chỗ gọi là cái chỗ tắm nha các bạn. Y như là mình định đi tắm hồ bơi á, nhưng mà mình phải tắm sạch trước. Tắm ở đây luôn. Rồi xong mình nhảy xuống hồ bơi. Đây cái chỗ hút nước nè. Rồi và bên đây sẽ làm chỗ ngồi. Nhâm 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 nhâm. Đây, cái ghế này sẽ ở đây. Và bây giờ vô đồ chơi. Trời, Happy có quá trời đồ chơi luôn. Rồi, để cái này để cái dụ ở đây. Xích lên chốt. Và vô phần cái giường. Ê, đây nè, Happy sẽ lấy cái bàn ra. Cái bàn để mình để nước mình uống. Thì bây giờ Happy sẽ để nước ở đây. Có gì mà khách đến thì uống nha. Rồi, còn ở đây thì mình bánh mì. Để bánh mì được nướng lên ăn. Rất là nhiều loại bánh mì luôn. À nè. Rồi thịt. Y như là mình đang ngồi ở đây nè, cái mình có mình ăn luôn. Rồi xong. Ôi, quên rồi chứ, để Happy giới thiệu sẵn cho các bạn xem luôn nha. Cái chỗ này nè mình có thể để đồ được luôn á. Mấy bạn nào chưa biết thì Happy chỉ, còn mấy bạn nào biết rồi thì xem cho vui nha. Rồi xong. À quên nữa. Oh my god. Thịt thì mình phải để riêng. Đừng để dính vô đồ ăn, nó sẽ không có ngon. Đây Happy có cái hộp nè. Hai cái hộp riêng. Bỏ vô cái hộp to. Rồi Happy sẽ để thịt vô. Rồi xúc xích. Đó. Nhớ là phải xúc xích như này nè. Xúc xích sống. Rồi đóng lại. Mở hộp. Bỏ hộp này vô. Rồi tiếp theo là thịt gà. Rồi thịt gà có rồi. Bỏ vô đây. Đóng lại. Rồi ice cream để trên đầu tiên đi. Và xong. Nhưng mà Happy thấy cái sàn ở đây nè.
nó rất là xấu luôn. Nên bây giờ Abby sẽ đổi sàn cho anh nhìn cho nó dễ thương chút. À, cái từ này đi cho nó dễ thương. Rồi cái sàn, thôi cái sàn này không có được. Sàn này nè, nhìn cho nó sáng màu. À quên nữa chứ, Abby có hẹn bạn của Abby qua nhà Abby chơi. Mà chắc bây giờ bạn Abby tới rồi đó. Để bây giờ Abby đi xuống, Abby mời bạn Abby vô nha. Chứ không bạn Abby ở ngoài nắng tội nghiệp bạn Abby lắm. Đây nè bạn của Abby nè. Mày nó còn gọi chuông nữa. Hello bạn nha. Ui hello bạn nha, hôm nay mình qua chơi nè. Nè đi lên nhà mình chơi nè, mình chuẩn bị xong hết rồi. Đi lên lầu nè nha. Ok, để Abby dẫn bạn của Abby đi nè nha. Đó bạn thấy chưa, đây là phòng khách của mình nè. Các bạn có thấy đẹp chưa? Thôi mình giới thiệu bạn như đây được rồi. Bây giờ mình đi lên lầu mình chơi nha. Ok, đi lên tầng 2 nè. Bạn hãy vô đây chơi xem nhà Abby đẹp không nè nha. Ai già đeo cái mắt kính vô. Đó, đây là phòng bếp của mình nè. Các bạn thấy đẹp chưa? Wow, phòng bếp của bạn đẹp quá. Với lại mình đói bụng á, bạn có cái gì ăn không? À có, bạn lên ghế ngồi đi. Bạn ăn táo đỡ nha, để mình làm đồ ăn cho bạn ăn ha. Ok bạn luôn. Wow, táo nhà bạn ngọt quá nè. Bây giờ thì mình sẽ làm cơm với trứng cho bạn ăn ha. Rồi bây giờ Abby sẽ coi hộp nào là hộp thịt thịt gà đi ha. Hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt gà đó. Lấy thịt gà ra, xong bỏ hai cái hộp này vô. Để mình rót nước cho bạn uống nha. Nãy giờ bạn bạn đứng ở ngoài chờ cũng khát nước rồi ha. Ừ đúng rồi, nãy giờ mình chờ bạn mà mình nhấn chuông hoài mà bạn không nghe luôn á. Ồ vậy hả, mình xin lỗi bạn nha. Đâu có sao đâu. Ừ đúng rồi, để bây giờ mình rót nước cho bạn uống nha. Bạn muốn uống nước gì? Mình uống nước gì cũng được. Hay uống nước đá hay, hay uống mấy cái loại nước ngọt này. Hay cho mình uống nước rau sữa đi, sữa rau á. Rồi ok luôn. Nhưng mà bây giờ mình phải rót rau chứ. Đây là nước rau nguyên chất nha, chứ không phải là nước rau là mình mua đâu. Rồi xong, bây giờ mình đưa cho bạn nè. Hai bạn ơi, bạn muốn ăn cơm gà không? Hai biết làm cơm gà ngon lắm đó. Ô vậy hả, vậy bạn làm cho mình ăn đi. Ừ ok luôn, bạn ngồi chờ một xíu nha. Rồi bây giờ mình đổ sữa vô. Bạn có muốn ăn kem không nè? À thôi, mình tí mình ăn cơm của bạn được rồi. Để bây giờ Abby sẽ hâm cơm nha. Nè sữa của bạn nè, sữa dâu của bạn đó. Rồi mình cảm ơn bạn nha. Wow, sữa dâu của bạn ngon quá. Ngon quá, ăn miếng táo vô cho ngon thêm nữa ha. Nhâm nhâm nhâm. Rồi trong khi chờ. Ê hai bạn ơi, bạn rửa gà nha. Bạn rửa gà cho Abby đi. Rồi Abby làm cho bạn ăn nha. Ok luôn. Mở nước lên. Rồi để mình rửa nha. Ok, để bây giờ Abby sẽ cất sữa vô. Rồi mình sẽ lấy dĩa nè. Đó, bỏ mấy cái ly ở đó đi. Lấy dĩa nè. Rồi mình bỏ cơm lên. Rồi Abby sẽ hâm cơm nha. Xong rồi, bây giờ Abby sẽ làm cơm gà cho bạn ăn. Nhưng mà cơm gà phiên bản gà, gà siêu to luôn. Bây giờ Abby sẽ luộc gà lên trước. Bỏ gà vô. Xong Abby luộc gà nè. Bật bếp lên. Rồi xong, con gà nó muốn khét luôn rồi các bạn ơi. Để bây giờ Abby bỏ vô cái dĩa riêng nha, tại vì con gà này nó to quá. Rồi xong. Và bây giờ món cơm cháy. Này là cơm cháy luôn rồi. Đây là món cơm gà của Abby nè. Các bạn thấy ngon chưa? Để bây giờ Abby gót nước luôn. Ok. Đó, và bây giờ mình mời bạn ăn nha. À quên nữa chứ, phải lấy muỗng cho bạn ăn chứ sao mà để bạn hút tay ăn chứ. Lấy cái này, cái muỗng nè, bạn ăn đi nha. Đi sẽ để cái đây, có gì bạn ăn, bạn lấy gì bạn lấy. Rồi, mình cảm ơn bạn nha, bây giờ mình sẽ ăn. Nhùm 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 nhùm, cơm ngon quá ha. Nè, bạn có ăn đùi gà không? Mình xé đùi gà ra. Đó, xé ra, nhùm nhùm nhùm. Nè, mình cho bạn ăn luôn, mình mốc nè. Đó, ui, đùi gà của Happy ngon thiệt đó nha các bạn, chứ không phải là không ngon đâu. Bạn ơi, sao mà bạn làm ngon quá vậy? À, tại vì cái món đó là cơm gà như cơm sườn thôi. Nó cũng đâu có khác gì cơm sườn đâu. Thôi, mình ăn nó xong rồi, nhưng mà mình mắc đi toilet quá. Bạn dẫn mình đi toilet đi. Ok, bạn luôn. Đây nè, toilet của Happy ở đây nè. Đó, Happy dẫn nè. Rồi, bạn đi toilet đi nha. Wow, nhà vệ sinh của Happy đẹp quá, rộng quá. Còn có cái bồn tắm nữa nè, xông hơi được luôn. Rồi còn có chỗ tắm nữa, wow, đẹp quá. Thôi bây giờ mình đi vệ sinh thôi. Mở cái nắp ra, xong đi thôi. Ơi xong rồi. Đóng cái nắp lại, dội cào. Xong, Happy ơi mình đi xong rồi. Ủa bạn đi xong rồi hả? Bạn ơi bạn có muốn tắm hồ bơi không? Wow, hồ bơi hả? Ok luôn. Vậy bạn có đem đồ bơi theo không? Ôi mình không có đồ bơi bạn ơi. À vậy
không sao hết. Bây giờ Happy sẽ dẫn bạn đi mua đồ bơi ha. Ok luôn đi thôi. Để bây giờ Happy sẽ dẫn bạn đi xuống lầu để đi mua ha. Rồi, đi xuống lầu nè. Rồi bây giờ Happy sẽ cầm cái túi này đi nha. Để bây giờ Happy mặc cái áo khoác vô cái cho ấm nè. Để cái áo này ở đây. Rồi bây giờ mình với bạn của Happy đi nha. Rồi xong, đi thôi. Đi vô chỗ mua đồ nè. Cái chỗ này còn có bán đồ bơi nữa nè, bạn lựa đi nha. Ok bạn luôn, wow, có cái đồ bơi này rất là dễ thương luôn nè. Mình sẽ lựa bộ này. Rồi, cái bạn này đi ra cho bạn này thay đồ nha. Ok, mình sẽ thay đồ. Ok, mình thay đồ xong rồi. Bạn thay đồ xong rồi hả? Đâu mình coi. Wow, bạn mặc đồ này rất là dễ thương luôn á nè. Rồi xong, bây giờ mình thử rồi. Bây giờ mình sẽ trả tiền nha. Mình đi lại đây mình hỏi. Chị ơi, cái bộ áo đồ bơi này là bao nhiêu tiền nha chị? À, cái đó hả? À, cái đó là 10.000 nha. Mà thấy em dễ thương quá, thôi tặng miễn phí cho em luôn đó. Wow, chị nhân viên này tốt quá. Rồi, em cảm ơn chị nha. Wow, hôm nay hên thì chứ được miễn phí luôn. Thôi bây giờ mình đi. Mà quên nữa chứ. Chị ơi, chị cho em cái cài này luôn nha chị. Chị cho em luôn á. Em cảm ơn chị nha. Nè, mình cho bạn đó. Mình cảm ơn nha. Bye bye chị nha. Bye bye. Thôi đi về thôi. Đi vô nhà này bạn ơi. Happy cũng có bộ đồ bơi nè đây. Đó, bộ đồ bơi của Happy nhưng mà là đầm. Rồi, bây giờ bạn cũng mặc vô luôn đi. Xong rồi, bây giờ Happy với bạn lên đi bơi nha. Lên lầu thôi. Lên lầu rồi, bây giờ hai chúng ta sẽ đi bơi. Đây nè, có cái chỗ để tắm nắng nữa nè. Bây giờ Happy cũng mở mắt kiến ra được Happy đi xuống bơi luôn nha. Bấm, bơi thôi. Trời ơi, coi Happy bơi nè. Bây giờ Happy với bạn của Happy sẽ bơi đua nha. Có ai bơi trước người ta sẽ thắng. Yeah, Happy bạn này về đích trước Happy rồi các bạn ơi, bạn này thắng rồi. Hôm nay Happy và bạn của Happy bơi vui quá nè. Và nếu như mà các bạn thích thì hãy nhớ like và share cho Happy có động lực để làm thêm nhiều video về Tuka Buka của Happy nha. Giờ thì bye bye, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.